thêm đường con rồi các bạn ơi, đường con nữa nè. Để ăn nhau xong rồi mình bắt. Bà này là bà chuyên gia cắn lộn con, bà cắn xích tay xích đuôi này. Mới vừa cắn con này bị thương cái đuôi với cái lỗ tai luôn nè. Chúng mánh là nha các bạn, bốn bà nha, tự nhiên ra cái đẻ luôn, may quá. Đẻ nữa không? Chào Thảo Thủy Đô, xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì sáng hôm nay thì mình đi gửi một ít cỏ khô cho các bạn nuôi thỏ kiển các bạn. Thì mình mới làm một cái, sẵn tiện mình làm một cái video này để mình giới thiệu đến cho tất cả mọi anh em, mọi người đang chăn nuôi thỏ cảnh trên toàn quốc để biết. Mà nếu mà có ủng hộ mình thì mình cũng xin cảm ơn. Thì cái cỏ này là cái cỏ Timothy, nó có bông dữ các bạn này. Cái cỏ này thì thật sự thỏ nào ăn cũng được, mà không phải dành riêng cho thỏ không, thì nó sẽ dành riêng cho tất cả những cái loài động vật nào mà gặm nhấm ăn cỏ như bò, ngựa rồi đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì giá nó nhập về giá nó cao, cho nên là họ không dám cho bò ngựa ăn, chỉ có những người có tiền. Đa phần là nhập về bán để cho con bò với con thỏ kiển ăn thôi. Tại vì là những cái con nó nhỏ thì nó ăn ít hơn. Thì ở đây là mình đóng về là cái một bịch như là 1 kg này các bạn nè. Mình mua kiện về số lượng nhiều, nhưng mà các bạn nuôi ít thì các bạn không có mua được nhiều nguyên kiện. Thì mình về mình mua kiện thì nó rẻ hơn, rồi về mình sang ra từng gói như vậy á, để mình bán cho anh em thì mình cũng kiếm lời được chút đỉnh đó. Thì sáng hôm nay thì mình có gửi đi cho anh em số lượng bao nhiêu đây, rồi đồng thời mình cũng sẵn tiện mình giới thiệu đến cho tất cả các bạn luôn, đó là về cái van uống nước, van uống nước cho thỏ. Thì nó sẽ có cái van đồng, van chrome, van nhựa đúc và van xanh, van người ta gọi là van xanh inox hay là so. Những cái dòng sản phẩm này thì mình sử dụng cho thỏ luôn, thỏ nhà, thỏ kiển gì cũng được đó. Và sau đó thì sẵn tiện mình giới thiệu luôn, đó là về những cái ghim bấm lòng thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Ghim bấm lòng thì để mà mình bấm lòng thì mình nhập về rất nhiều các bạn. Rồi thuốc, đây là thuốc nấm, đây là sát khuẩn chuồng trại, đây là thuốc phòng viêm phổi, vitamin C, rồi đây là thuốc kháng viêm lở loét, viêm mắt, viêm mũi, đây là cầu trùng Biococ, đây là thuốc bổ B12, đây là ADE B complex, đây là ghẻ tiêm cho thỏ nái mang bầu, đây là nhiễm trùng đường ruột, đây là nấm nhỏ, đây là cầu trùng Biococ, đây là tổ chức trùng cũng là chữa về chướng diều rồi á, là sinh bụng cho thỏ. Đây là E. coli này thì không thể thiếu trong thỏ được, nó trị tiêu chảy cho thỏ lớn và thỏ con. Còn bên này thì cũng còn một số sản phẩm như là kích đẻ nè, rồi kích sữa nè, kích dục tố nè, dùng cho những con thỏ sơ sinh không vô sinh không chịu đẻ nè, ghẻ tim nè, bình thường nè, viêm phổi nè, kháng viêm nè, glucose nè, kháng viêm tăng lực nè, nhiễm trùng đường ruột chai nhỏ, rồi tay ghẻ chai lớn, canxi, rồi đây thì các bạn chắc cũng hay biết là đây là ghẻ phòng, sổ chung, sổ sáng, đây là kháng viêm vố viêm tử cung, bio đốc thì nó thuộc dạng là đặc trị tiêu chảy, rồi các trùng chứ bụng đầy hơi đó. Thì mình làm cái video này sẵn tiện mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm mình bấy lâu nay, và đồng thời mình cũng xin giới thiệu các bạn những sản phẩm mình đang có bán ở chỗ trại Thỏ Tây Đô. Thì các bạn ủng hộ mình thì mình cũng xin cảm ơn rất nhiều. Ở ngoài đây thì coi như là các bạn cũng biết là cái khu làm lòng của mình, thì anh em làm ở đây thì mình làm trong đây cũng ra vô thường xuyên để mà hướng dẫn cho anh em làm những cái mẫu lòng theo yêu cầu của khách hàng đó.
để mình ra mình quay cho các bạn xem luôn. Đó. Đây, khu này là khu làm lồng đó các bạn. Thì cái mùa này thì gần tới Tết rồi, thì cái lồng thỏ ở nhà của mình thì nó cũng chậm lại một chút xíu, nhưng mà cái lồng thỏ kiển thì bắt đầu làm mình bán, mình bỏ sỉ cho anh em thì đang bán chạy, thì anh em đang tiến hành làm, mình làm tới gần tới Tết mình mới nghỉ các bạn à. Ở ngoài đây thì trại thỏ của mình thì mình có rất là nhiều trại, nhưng mà ở đây thì trại này nó nhỏ thôi, lý do là ở đây gần nhà, người ta không cho nuôi nhiều, có lại nuôi nhiều thì mình sợ nó hôi, bà con họ nói đây là cái hàng thỏ giống mình đang cai khí hậu để mà mình giao cho khách đặt 200 con. Còn bên đây thì thỏ đực dành riêng ra để mình giao cho khách. Ở dưới này thì mình làm đệm lót các bạn à, đệm lót sinh học chứ mình không có làm sạch sữa. Còn ở trong này thì em cũng quay vô cho các bạn xem luôn. Ở trong này đó là trại thỏ kiển, thì chắc mình hay quay các bạn cũng biết. Này, trong này là trại thỏ kiển, thì trại thỏ kiển thì mình nuôi tất cả đều là thỏ kiển hết. Có một số con thì mình nhập nhập Thái Lan, một số con thì mình mua ở Việt Nam luôn các bạn à. Đây, thỏ kiển thì nó sẽ là nó như thế này này các bạn, tay nó cụp. Đây là dòng Holland mình nhập Thái Lan về và nó cũng đã sinh sản rồi đây. Đó, sinh sản rất nhiều các bạn. Đây, lát nữa mình mới đi dọn phân đây, đẹp các bạn đó, thấy không? Ngoài cái dòng tai cụp này thì sẽ còn nhiều dòng khác nữa, các bạn nhìn đã dễ thương không? Nó sẽ còn nhiều cái dòng khác nữa các bạn, như là mini red nè, mini red long nhung nè, nó siêu mượt á, mini red long nhung siêu mượt nè. Đây, siêu mượt luôn các bạn, rất bóng, bóng ghê lắm. Rồi ngoài mini red ra thì nó sẽ có là sư tử nữa nè, sư tử nữa nè, ai mua là bán luôn. Rồi sư tử Hà Lan nè, đó Hà Lan này các bạn nè. Hà Lan nó đẻ ra nuôi con cũng rất đạt đó các bạn. Đó. Thôi chắc là mình cũng ngừng đây. Mấy bà mini red thì nhìn dễ thương không? Bóng mịn luôn. Vô té bây giờ. Các bạn. Thật ra những thỏ kia mình chăm đã kỹ rồi mà thỏ này mình chăm còn kỹ hơn nữa, tại vì thỏ này giá trị kinh tế nó cao á, nó nuôi thì cũng hơi khó hơn cái kia một chút xíu thôi, nhưng mà cái là ý chết, bà này đẻ rồi, lượm, ui trời ơi, đẻ mà không chịu nhổ lông luôn chú ơi. Ui, lượm luôn, đẻ được hai bà, ui chà hai bà. Có lọc các bạn, có lọc để bỏ cái mùng cưa vô, tự nhiên có lọc các bạn. Vui quá. Để bỏ cho nó ít mùng cưa vô đây cho nó ấm. Để mấy bà đây. Ây da, nó đẻ mà nó cắn con nó rớt đuôi rồi.
xuôi chưa? Đó, nó ấm. Bà này chi da cắn con rớt đuôi á, bắt liền. Ăn nhau đi, ăn nhau đi, người nhau này. Để chúng mánh rồi các bạn ơi, ra cái nó để luôn. Ai da, ba bé rồi đó, hết mùng rồi, lát nữa đi chợ mới được. Con này bị canh tại vì nó chuyên gia đẻ ra là nó cắn lộn lỗ tai hay là nó cắn lộn cái đuôi rồi của thỏ em mới cắn rứt cái đuôi à. Trời ơi nè, cắn sức lỗ tai con người ta luôn nè. Còn đẻ nữa không? Để mà không thông báo gì hết ai biết, nói cho tới ngày rồi mà mình không để ý nè các bạn nè. Vui quá các bạn ơi, nó đẻ được 4 con, đây là 4 con, nhưng mà đợt này phối con đực số 5 thì nó không có đẹp rồi, 4 con.